Hello, xin chào tất cả bạn. Này tôi sẽ thực hiện một clip cùng với lại 100 đôi dép tổ ong mà tôi đã chuẩn bị sẵn đây. Đấy, rất là nhiều dép tổ ong luôn. Made in Việt Nam, dép tổ ong chính cống họ rất là nhiều. Và tôi sẽ đi toàn bộ 100 đôi dép tổ ong này lên hai cái chân của tôi xem là có thể đi được không. Đấy, đi 100 đôi dép tổ ong. Ok. Và không linh tinh luyên thuyên nữa thì bây giờ tôi sẽ bóc toàn bộ số dép tổ ong này ra, sau đó dính lại với nhau và thử đi xem như thế nào. Các bạn thấy không? Rất là nhiều dép tổ ong luôn. Dép tổ ong chính cấu made in Việt Nam, đó, đen xì, chuẩn đậm chất của dép tổ ong, đó, rất là nhiều luôn. Bây giờ đi vào ngày đôi dép lên trên chân sẽ như thế nào? Bây giờ tôi sẽ xếp toàn bộ số dép tổ ong này lên với nhau, đó, xếp chồng lên nhau, chồng lên với nhau, sau đó sẽ dính nó lại. Ok, tôi đang dính tất cả đôi dép vào với nhau. Đó, phải thít chặt vào với nhau, không là nó sẽ bung ra bằng cái dây thít như này. Đó, thít chặt nó lại. Ok, chúng tôi đã thít được rất là nhiều dép của ong vào với nhau. Tí nữa sẽ dính toàn bộ vào với nhau. Đó, sau đó thì đi xem như thế nào. Ở đây còn dư rất là nhiều tổ ong, thằng hỗ trợ nó đang hỗ trợ tôi dán vào dây tít này rất là nhiều luôn. Đấy, 100 dép tổ ong. Ok, sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi dán thì bây giờ chúng tôi đã dán xong rất là nhiều dép vào với nhau đấy, rất là nhiều dép luôn, cho bạn xem này, thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ chồng hết nó lên nhau, sau đó sẽ thử đi xem như thế nào. Thật sự rất là mất công và vất vả luôn, đó, rất là nhiều dép. Ok, tôi đã dán xong rất là nhiều dép vào với nhau, bây giờ tôi sẽ chồng nó lên, đó, chồng nó lên cao. Sau đó sẽ buộc nó lại xem nó có thể đi được không. Thật sự rất là cao luôn. Cái này gọi là dép tổ ong siêu cao, giày cao gót gọi bằng cụ luôn. Đấy. Ok, 60 cm. Mẹ, what the fuck. Ok, xếp lại. Rồi, thật sự là xếp rất là khó bởi vì là dép nó rất là bé và nó rất là vênh, đâm ra là xếp lên rất là khổ. Tôi sẽ xếp lên xong bắt đầu tôi mới buộc nó lại được. Ok. Ok, tôi đã dán xong 100 chiếc dép vào với nhau rồi, các bạn thấy không? Rất là nhiều dép luôn. Đó. Ôi. Rất là nặng. Đây là 100 chiếc dép. Đó. Rất là nhiều luôn, tôi phải để thành hai chồng nó mới đứng được. Chứ còn để một chồng không bao giờ đứng được. Bên này còn 50 chiếc nữa. Ok. Đấy, các bạn thấy không? Và trước khi đi tôi mới nghĩ được một cái ý tưởng này. Thật sự là mua những đôi dép này về rất là tốn kém luôn, rất là nhiều tiền. Và không biết là sau khi quay xong clip này tôi sẽ làm gì bằng này đôi dép. Thì tôi mới nảy ra được một ý tưởng, đó chính là tôi sẽ cầm toàn bộ 100 đôi dép này. Sau khi mà quay xong clip này tôi sẽ cầm ra chợ. Đấy, tôi với thằng Tượng hai thằng sẽ ra chợ ngồi bán hết 100 đôi dép này. Với giá rất là rẻ thôi, 2.000 đồng một đôi. Đấy, dép vừa rẻ vừa đẹp vừa xịn. Ok, rồi bây giờ thì là không linh tinh lên thuyền nữa, tôi sẽ thử đi xem như thế nào. Sau đó tôi vác ra chợ bán 2.000 một đôi thôi, rất là rẻ. Ok, đấy, đơn giản thôi. Rất là khó các bạn ạ. Không sao, tôi sẽ đi được. Tôi sẽ cho chân tôi vào đây. Sẽ đi được. À, các bạn nhìn này. Có lẽ tôi sẽ đi như này. Thật sự là không thể đi được. Không thể đi được, what the fuck. Fuck thật. Bây giờ tôi sẽ dán băng dính vào chân. Đó. Ok, tôi đã dán xong băng dính vào 100 cái dép. Đó. Thực sự là rất là khó đi luôn, nhưng mà bây giờ dễ đi hơn rất là nhiều. Yeah.
Thật sự rất là khó đi. Sự rất là mệt các bạn, mệt kinh khủng luôn. Cuối cùng là không thể vỡ được chai nước. Rồi, đập hết hơi nhưng mà không vỡ được. Ok, bây giờ thì tôi sẽ làm một cái biển băng rôn để bán dép đấy, ra ngoài kia bán hết tất cả đôi dép tổ ong để gỡ lại vốn. Chứ thật sự là bây giờ tôi để cũng không thể đi hết được, để một đôi là quá lắm rồi. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị một cái bìa cắt tông viết chữ bán dép tổ ong 2.000 một đôi vào đấy, bán thế thôi. Bây giờ tôi sẽ viết chữ bán dép vào đây đấy. Thật sự là đây là lần đầu tiên tôi được đi bán dép. Ok, viết vào đây bán. Đấy, chữ tôi đẹp chưa? Ok, dép. Đấy, bán dép. Rồi, tổ. Đấy, ong. Rồi, bây giờ tôi sẽ ghi giá. Giá 2.000 đồng trên đôi. Ok, bán dép của ông 2.000 một đôi. Rồi, xong, bây giờ đem ra kia để treo lên và bán. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ vận chuyển dép cho trong chậu, đem ra ngoài kia bán được đôi nào hai đôi đấy. Rất là nhiều dép luôn, nên là sẽ phải xếp đầy vào chậu này. Có rất là nhiều kích cỡ. Bây giờ thành hàng hoang tiền bán dép. Đấy, bây giờ chúng tôi đi bán dép thử một lần kinh doanh xem như nào. Kinh dép tổ ong kinh doanh nhanh là giàu to. Mua 400 bán 2.000. Ok, bây giờ tôi đi bán dép. Bây giờ là phải trở ra cái địa điểm mà có thể bán được dép. Chứ tôi bán nhà tôi mai họ cứ đến họ hỏi mua dép tổ ong giá rẻ chứ. Xếp lại khổ thật. Anh Nam từ thành YouTuber thành hoàng tử bán dép anh chưa? Hả? Anh có định được là hoàng tử bán dép không? Ừ, cứ bán dép mà được thành hoàng tử anh bán hết. Đôi này là đôi 40. À đây 40 là phải vào với đôi này. Ok, bây giờ thì là tôi thằng Vũ Thượng Vổ đang ngồi ở vệ đường bán dép tổ ong đấy. 2.000 một đôi, chú dơ ra mời khách đi anh lên. Đấy. À, quảng cáo thương hiệu đôi dép tổ ong. Đấy khổ. Giờ dép tổ ong nó đẻo như thế. Đấy đúng rồi, dơ ra bán dép tổ ong. À chú bán là nói từng thế vào, chú bán kiểu đấy anh đuổi việc đấy. Dơ từng thế vào đứng kiểu đấy kiểu. Đấy các bạn nhìn quần nó lách này, thử cái đi này. Thôi cô ơi, chú chào kiểu đấy không ai mua đâu. Đẻo đấy, đúng rồi, chuẩn. Đấy, đấy rồi. Bây giờ là anh chú ngồi đây. Anh ngồi đấy. Rồi. Tổ ong đi, tổ ong đi các bác ơi. Tổ ong đi. Bán gì ơi, tổ ong, bán gì ơi. Bán gì ơi, tổ ong. Bác ơi, bác mua tổ ong cháu bác ơi. 2.000 đôi, rẻ lắm, 2.000 đôi. 2.000 một đôi, 2.000 một đôi, 1.000 một cái. 1.000 một cái. Bán cho bác mấy đôi à? Đây, cháu có rất là nhiều luôn. Bác mua cháu bán 2.000 một đôi. Đấy, bác chọn thoải mái đi. Đổ kích cỡ luôn. 2.000 một đôi, từ to đến nhỏ, từ to đến nhỏ.
chỉ 1.000 một cái, bác mua một cái được. À ở đây cháu còn dư một cái. Dép cái hả thượng? Của em. Bán sao đây cháu ơi? Dép bán sao đây? Ôi bà ơi, bà mở hàng cháu luôn 2.000 một đôi. 2.000 một đôi. Các bạn ơi, tôi bán được rất là nhiều dép luôn, thật sự là. Xa thả thứ. Đấy bác mua thỏa mãn luôn, cháu bán. Bán hết luôn. Bác mua cho cháu cả cái chậu, chậu cháu bán 1.000 một cái. Đây em bán đây, chị mua cho em đi. Thoải mái luôn. Chị mua đi. Mua tiếp đẻ nào. 2.000 một ở, 2.000 một ở. Đẹp mới đấy. Đẹp này ngoài kia người ta bán là 14.000 một đôi đúng không? Mà đây là cháu OK, chúng tôi đã bán xong dép rồi, gỡ được 40.000 tiền vốn. Mua 400.000 dép bán được 40.000, công nhận là cái phi vụ làm ăn này rất là nãi luôn, thật sự là nãi kinh khủng luôn. Nhưng mà thôi, bán đi còn hơn là nỗ. À quên, bán đi còn hơn là để nhà không ai dùng. Rồi, bây giờ đi về. OK. Rồi, chúng tôi làm xong clip rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye. Bye bye.